Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Khám phá lịch sử. Tôi là Ngọc Mai và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một quốc gia vô cùng thú vị, đó là Philippines. Tôi đã luôn tò mò về đất nước này, một quốc gia mà dường như pha trộn giữa nét Á Đông và văn hóa phương Tây. Thật may mắn, hôm nay chúng ta có sự hiện diện của chuyên gia lịch sử Đông Nam Á, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh. Chào anh Hoàng Anh. Chào Ngọc Mai, chào quý vị thính giả. Rất vui được chia sẻ những câu chuyện thú vị về Philippines ngày hôm nay. Ngọc Mai nói đúng, Philippines là một quốc gia đa văn hóa, nhưng tôi cá là có những điều về đất nước này mà ngay cả Ngọc Mai cũng chưa từng nghe đến. Ồ, thật vậy sao? Tôi rất háo hức muốn được anh Hoàng Anh chia sẻ. Đầu tiên, tôi khá ấn tượng với con số hơn 7.000 hòn đảo của Philippines. Liệu có bí mật nào đằng sau con số khổng lồ này không, thưa anh? 7.107 hòn đảo chính xác là như vậy. Nhưng hãy tưởng tượng, trong số đó có đến 2.000 đảo không người ở và 2.500 đảo thậm chí còn chưa có tên. Điều này cho thấy việc thống kê chính xác số lượng đảo ở Philippines là một bài toán khó. Có lẽ con số thực tế còn lớn hơn nhiều. Ngọc Mai nghĩ sao? Điều này thật thú vị. Vậy là có những hòn đảo bí ẩn chưa được khám phá hết ở Philippines. Tôi cũng rất tò mò về vị trí địa lý của đất nước này. Anh có thể chia sẻ thêm về điều này không? Philippines nằm ở Tây Thái Bình Dương, trải dài từ Indonesia đến Nhật Bản. Đảo cực Bắc, Iami, cách Đài Loan 241 cây số, còn đảo cực Nam, Saluak, chỉ cách Borneo 48 cây số. Nằm giữa biển, nên việc giao thương hàng hải từ xưa đã đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Philippines. Vị trí địa lý đặc biệt như vậy chắc chắn đã ảnh hưởng rất nhiều đến lịch sử và văn hóa Philippines. Tôi được biết đất nước này có rất nhiều núi lửa. Liệu điều này có khiến người dân lo lắng không? Đúng vậy. Philippines nằm trong khu vực hoạt động địa chấn mạnh. Họ có tới 17 ngọn núi lửa đang hoạt động. Núi lửa Mayon chẳng hạn đã phun trào nhiều lần, khiến hàng chục ngàn người phải sơ tán. Nhưng người dân Philippines đã quen với việc sống chung với núi lửa và động đất. Trận động đất năm 1990 mạnh 7,7 độ Richter là một ví dụ điển hình về sức mạnh của thiên nhiên. Yêu. Thật đáng kinh ngạc. Chuyển sang chủ đề khí hậu, tôi nghĩ Philippines có khí hậu nhiệt đới điển hình. Điều này có đúng không thưa anh? Chính xác. Khí hậu Philippines nóng ẩm quanh năm, chia làm hai mùa mưa và khô. Tháng 5 là tháng nóng nhất, tháng 1 mát nhất. Nhiệt độ trung bình khoảng 25 độ C. Tuy nhiên, thời tiết ở đây rất khó đoán, mưa bão bất thường. Chính vì vậy, Thời điểm lý tưởng để du lịch Philippines là từ tháng 12 đến tháng 5. Thông tin này rất hữu ích cho những ai đang có kế hoạch du lịch Philippines. Tôi cũng nghe nói Philippines có hệ sinh thái rất đa dạng. Anh có thể kể thêm về điều này được không? Philippines là thiên đường của các loài động thực vật. Họ có hàng trăm loài động vật có vú, chim, bò sát. Đặc biệt phải kể đến loài trâu rừng Tamarau, hươu chuột, mèo báo Palawan và đại bàng Haribon một trong những loài chim săn mồi lớn nhất thế giới. Về thực vật, Philippines nổi tiếng với hoa phong lan với hơn 900 loài khác nhau. Hoa Sampaguita với hương thơm ngọt ngào đã được chọn làm quốc hỏa. Quả là một thiên đường nhiệt đới. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về tổ chức chính quyền và dân số của Philippines. Tôi được biết dân số Philippines khá trẻ. Đúng vậy. Năm 1992, dân số Philippines khoảng 66 triệu người, với tốc độ tăng trưởng 2,4% mỗi năm. 53% dân số dưới 20 tuổi, trong khi người cao tuổi chỉ chiếm 7%. Manila là thành phố lớn nhất, với khoảng 1,6 triệu dân, nhưng nếu tính cả vùng đô thị thì con số này lên đến 8 triệu người. Một dân số trẻ, năng động. Vậy còn về kinh tế thì sao thưa anh? 2 phần 3 dân số Philippines sống nhờ nông nghiệp, ngư nghiệp và lâm nghiệp gạo là lương thực chính. Ngoài ra, Philippines còn xuất khẩu bắp, dừa, thuốc lá, cà phê và nhiều loại trái cây nhiệt đới. Họ cũng có trữ lượng khoáng sản đáng kể như chrome, sắt, đồng, nickel. Tuy nhiên, ngành du lịch ở Philippines chưa thực sự phát triển. Vậy là còn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Cuối cùng, anh có thể chia sẻ một chút về văn hóa Philippines không? Tôi nghe nói đất nước này chịu ảnh hưởng rất lớn từ văn hóa Tây Ban Nha. Philippines là quốc gia duy nhất ở châu Á theo đạo Thiên Chúa với hơn 90% dân số. Văn hóa Philippines là sự pha trộn giữa văn hóa bản địa, Tây Ban Nha và Mỹ. Âm nhạc Tây Ban Nha rất được ưa chuộng. Người Phi cũng có trang phục truyền thống riêng, áo Barong Tagalog cho nam và áo đầm Terno cho nữ. Về ngôn ngữ, tiếng Filipino dựa trên tiếng Tagalog là quốc ngữ. Tuy nhiên, tiếng Anh vẫn được sử dụng rộng rãi. Cảm ơn anh Hoàng Anh vì những chia sẻ vô cùng thú vị. Qua câu chuyện của anh, tôi đã hiểu hơn rất nhiều về Philippines từ địa lý, khí hậu đến con người và văn hóa. Quý vị thính giả thân mến, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo của Khám phá lịch sử. Cảm ơn Ngọc Mai, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.